Giờ là 14:20 thưa quý vị. 14:20 và mình đang đi vào một cái khu vực tương đối vắng vẻ. Con cảm ơn Ngài đã chỉ dẫn cho con tới đây một cách nhanh chóng, không phải tốn nhiều thời gian lắm. Rất là vui bởi vì mình thấy ở đây người ta ghi đúng cái tên của Ngài là Nguyễn Phước Vĩnh Thụy. Thay vì á, rất là nhiều cái tài liệu khác nhau đã ghi là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Như vậy là cái tên của Ngài đã bị sửa đổi, nó không đúng. Phải dòng họ Nguyễn mà ở triều Nguyễn của nước ta, cái tên đúng của họ là Nguyễn Phước, chứ họ không phải là Nguyễn Phúc. À, d'accord. Oui, restez où avec. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì mình đang trên đường đi tới thăm cái ngôi mộ của cựu hoàng Bảo Đại, tức là vị hoàng đế cuối cùng của nước ta. Thì đây là cái nguyện vọng của mình và cũng là cái mong mỏi của rất là nhiều khán giả đã từng nhờ mình đi tới đây để quay viếng thăm cái ngôi mộ của Ngài. Thì bữa nay hữu duyên mình đến đây, hy vọng rằng là mình sẽ tìm được ngôi mộ của Ngài một cách dễ dàng và có thể ghi nhận những cái hình ảnh chân thực nhất, sống động nhất để cho quý vị có thể cùng theo dõi và cùng biết được cái hiện trạng cái nơi mà cựu hoàng đang an nghỉ cũng như là cái ngôi mộ của Ngài trông như thế nào ha. Nơi mà cựu hoàng Bảo Đại an nghỉ có tên là Nghĩa Trang Pasi, nó cách tháp Eiffel khoảng 10 phút đi bộ thưa quý vị. Nghĩa trang thì rộng 1,7 hecta, có 290 cái cây được trồng thuộc nhiều loài khác nhau và có hơn 2.600 ngôi mộ cũng như là những cái nhà nguyện. Trước cổng thì người ta cũng có ghi giờ mở cửa cũng như là những cái quy định khi vào thăm viếng ở đây ha. Thưa quý vị, mình đang tới đây mà có vẻ như là cái nghĩa trang này nó quá là rộng lớn, cho nên mình không biết là liệu mình có thể hỏi được ai ở đây không. Nếu mà mình hỏi được thông tin á thì mình sẽ đi kiếm cái ngôi mộ của vị hoàng cựu hoàng Bảo Đại. Ngôi mộ của cựu hoàng Bảo Đại sẽ nhanh chóng hơn. Je prends l'escalier là et après deux trois. Thưa quý vị, cái nghĩa trang thì nó rộng lớn. Quý vị thấy đó, ở phía bên kia rất là nhiều, nhưng mà để đến với tìm cái ngôi mộ của cựu hoàng Bảo Đại thì mình đã vào văn phòng mình hỏi, thì cô ấy đã chỉ cho mình đến đây. Mình đi lên cái bậc thang này và mình đi khoảng 2-3 cái block gì đó thì mình sẽ thấy gặp được cái ngôi mộ của Ngài thôi. Thưa quý vị, đây là cái nghĩa trang có rất là từ lâu đời ha. Cho nên là những cái ngôi mộ này á, nó cũng đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Mình thấy thôi bây giờ mình đi thẳng mình tới thăm cái ngôi mộ của Ngài trước để cho quý vị coi trước, rồi sau đó đó nếu mà mình còn có thời gian á thì mình sẽ quay lại, mình đi một vòng, mình quay cái nghĩa trang của người Pháp cho quý vị coi nha. Bây giờ thì trên đường đi quý vị có thể xem qua một ít hình ảnh. Đó, mộ của người Pháp thì họ xây như thế này. Đây là những cái ngôi mộ cũng xưa cũ rồi thưa quý vị, của xưa rồi. Đó, những cái hầm mộ. Coi thử bên trong này, nó mở ra mình thấy có cái gì. Bên trong thì không thấy có gì hết, trống rỗng, chắc có lẽ là người mất đã yên nghỉ phía dưới, và phía bên trên kia là hình của Đức Chúa hả? Hình của Đức Chúa hay là của Đức Mẹ? Hình của Đức Mẹ. Trên tường thì chúng ta thấy có cây thánh giá nè. Hai bên có hai cây thánh giá và chính giữa thì có Đức Mẹ. Trời đất ơi, quý vị thấy không? Quý vị thấy là ở Paris nó quá nhiều chim bồ câu đến nỗi mà nó ỉ đầy trên các cái ngôi mộ hết trơn. Nó ở trên cây đó quý vị. Nó ỉ đầy hết trên ngôi mộ của người ta. Mỗi một ngôi mộ như vậy á, là có thể là có cái người chính nằm ở dưới đó, mà cũng có thể là cái nơi mà người ta giữ tro cốt của nhiều thành viên trong gia đình. Cho nên người ta ghi là famille. Ví dụ như ở đây là một famille. Mình không có đọc cái tên lên của người ta lên nha quý vị. Quý vị nhìn thế thôi. Mình không có đọc lên. Tại vì đó cũng là cái sự riêng tư của người ta rồi. Ở đây lại có một cái ngôi mộ của một gia đình khác với rất là nhiều thành viên đang an nghỉ ở đây ha quý vị.
Đó, quý vị thấy một cái ngôi mộ nhỏ thôi ha, nhưng mà trên đó là ghi rất nhiều thành viên và cái năm sinh năm mất của người ta. Mộ rất là nhiều. Ít nhất cũng chục người ở trong đó. Và đây cũng là một cái ngôi mộ của một gia đình khác. Tất cả đều là familia, familia. Cái ngôi này thì nó có cái cửa, chắc có lẽ là bước vô cái cửa đó là cái nơi mà người ta để tro cốt của các cái thành viên của gia đình này. Điều ha. Bữa nay mình không có livestream cho quý vị coi là bởi vì ở trong nghĩa trang thì mình cũng nên giữ cái sự tôn kính và thanh tịnh để tỏ cái lòng tôn trọng những người đã mất. Trên mặt đất mình đi qua là coi như rất là nhiều phân chim bồ câu luôn. Nhiều vô kể, nhiều vô cùng luôn thưa quý vị. Trời đất ơi, và nó khô cứng, nó đóng lên thành từng lớp vảy như thế này. Rất là nhiều luôn. Thôi mình tiếp tục mình đi ha. Mình đi vào trong cái khu này. Nghĩa trang giờ này để mình coi mấy giờ rồi. Nó có vẻ là hơi vắng vẻ. Bây giờ là 14:20 thưa quý vị. 14:20 và mình đang đi vào một cái khu vực tương đối vắng vẻ trong nghĩa trang. Hai bên đường là hai hàng cây trông rất là xanh mát. Mát mắt ha quý vị ha. Nghĩa trang rộng lắm. Đây à. Quý vị coi. À, rất là nhiều cái những cái tòa như thế này rất là lớn ha. Lớn lắm. Phía xa kia quý vị có thấy tháp Eiffel không? Đó, tháp Eiffel từ phía xa nè. Ui trời, tay mình dính tùm lum. Cái nghĩa trang Passy này thì khá là gần với tháp Eiffel, cho nên là từ tháp Eiffel thì quý vị có thể tới đây rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và để tìm được ngôi mộ của vua Bảo Đại á, thì quý vị đi vào trong cái phòng, có một cái phòng trực ngay cổng á, quý vị đi vào và hỏi. Và mình vô thì mình nói là thưa bà, tôi là người Việt Nam và tôi đi tìm cái ngôi mộ của vị cựu hoàng cuối cùng của chúng tôi. Là bà biết ngay, bà nói mình đi vào trong này thì cô sẽ gặp thôi. Có một cái ngôi mộ màu đen, nó nằm một cách yên tĩnh. Ở đâu đây? Để mình đi kiếm nha quý vị. Trời đất ơi, cái này nó cao. Ngôi mộ này nó cao tuốt lên kìa. Nó cao tuốt lên trên ngọn cây thưa quý vị. Nhiều lắm. Rộng quá luôn á, mà mình sợ tới chừng mình đi ra thì mình sẽ bị lạc á thưa quý vị. Đây là rất là nhiều ha quý vị ha. Mà mình chưa có thấy cái ngôi mộ nào là ghi là cựu hoàng Bảo Đại cả. Ở đây là một ngôi mộ khác của một người khác, một gia đình khác. Rất là nhiều mộ chí và nó nằm san sát với nhau. Cao có, thấp có. Mình chưa có tìm được ngôi hoàng, ngôi mộ của cựu hoàng, cho nên là mình sẽ tiếp tục đi tìm. Mình sẽ tiếp tục tăng cường sự quan sát. Hy vọng là cựu hoàng cũng chứng giám cho mình, cho tấm lòng của mình và chỉ cho mình đi tìm nhanh chóng hơn. Thưa quý vị, những cái ngôi mộ nó rất là cổ rồi. Nó như thế này. Không biết bao lâu rồi gia đình của người ta chưa tới thăm nữa. Mà bên trong thì có vẻ như là không có nhiều sự chăm sóc chưa mấy ha. Không có nhiều sự chăm sóc của người thân cho lắm. Trời, cái ngôi mộ này cái cửa nó hư hết rồi. Vua Bảo Đại thì là người Việt Nam không ai không biết đến ông ha. Ít nhất thì cũng nghe đến tên ông. Ông là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến ở nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của ông phải nói là nó hết sức thăng trầm. Có khi thì lên đỉnh cao, có khi thì về vực sâu. Nói chung là đây là một cái cuộc đời mà gây nhiều tranh cãi. Trong tâm trí của người Việt hiện nay á, đa số nó còn động lại cái dấu ấn rằng vua Bảo Đại là một ai đó mang một cái hình ảnh rất là tiêu cực. Nhưng cuộc đời của ông là một cuốn sách
mà trong đó có nhiều trang đã bị xé bỏ. Thành ra cái nhìn nhận của hậu thế của người đời về ông á, nó cũng không có chính xác và không công tâm. Ở trong này không có ai hết, chỉ có mỗi một mình. À, thưa quý vị và các bạn, mình đã thấy đây rồi. Mình đã thấy ngôi mộ có ghi chữ Bảo Đại đây rồi. Con cảm ơn Ngài đã chỉ dẫn cho con tới đây một cách nhanh chóng, không phải tốn nhiều thời gian lắm. Thưa quý vị, thật là xúc động. Thật là xúc động bởi vì giữa một cái nghĩa trang của nước Pháp như thế này, mình đã tìm thấy ngôi mộ của Hoàng đế Bảo Đại, tức là vị Hoàng đế. Quý vị nhìn thấy rõ ha, ở trên có ghi dòng chữ là Hoàng đế Việt Nam Bảo Đại, húy là Nguyễn Phước Vĩnh Thụy. Ngài sinh năm 1913 và mất năm 1997. Đó là dòng chữ tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của Ngài ha, chữ ghi bằng chữ quốc ngữ. Và ở dưới là ghi là Sa Majesté Bảo Đại Empereur du Việt Nam, tức là Hoàng đế, tức là Hoàng đế Bảo Đại của Việt Nam ha. Rồi Sa Majesté Tây Phương Né Monique Bordeaux 1946-2021. Thưa quý vị, như vậy là người vợ Pháp của Hoàng đế Bảo Đại cũng đã yên nghỉ tại đây cùng với ông. Tại vì cái dòng phía trên đó là ghi Hoàng đế Bảo Đại của Việt Nam, và phía dưới đó là ghi là Hoàng hậu Tây Phương. Hoàng hậu Tây Phương là cái danh hiệu mà do bà tự đặt ha. Đó. Bà và cái tên cha sanh mẹ đẻ đó, cái tên tộc của bà là Monique Bordeaux. Bà sinh năm 1946 và mất năm 2021. Vậy là bà vừa mất năm ngoái đây. Và bây giờ bà cũng đã được yên nghỉ bên cạnh ông rồi. Theo như mình tìm hiểu thì ngôi mộ này đó, trước đây nó rất là đơn sơ. Nó rất là đơn sơ theo cái nguyện vọng của bà Hoàng Tây Phương, tức là người vợ Pháp của cựu Hoàng Bảo Đại. Bà chỉ muốn giữ cái ngôi mộ này một cách là giản dị nhất thôi. Thực ra mình cũng không biết lý do tại sao mà bà Monique, tức là bà Hoàng Tây Phương, lại không muốn xây cho vua Bảo Đại một cái ngôi mộ đàng hoàng. Thực ra cũng không phải là không có tiền, tại vì mình có nghe nói rằng là cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở Pháp cũng có góp lại mỗi người một ít để xây mộ cho ngài. Nhưng mà cứ mỗi lần như vậy á, thì bà lại cho người gỡ ra. Mình không biết rằng trong mối quan hệ vợ chồng của hai người á, thì không biết họ có êm ấm hay không. Nhưng mà thực sự mà nói á, vua Bảo Đại trước đây ông là người theo Tây học, ông học ở Pháp từ nhỏ, cho nên ông ảnh hưởng cái văn hóa Pháp. Thành ra là ông chủ trương cái chế độ một vợ một chồng, và ông cũng tuyên bố như vậy khi cưới Hoàng hậu Nam Phương. Tuy vậy, vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai Bảo Đại khi đó, trời ơi, ông cao tới 1m82 lận thưa quý vị, cũng đã phải lòng tới 7 người phụ nữ nữa sau này, và có rất là nhiều thứ phi cũng như người tình nha. Tuy nhiên chỉ có mỗi một hoàng hậu Nam Phương là được triều đình đứng ra cưới xin đàng hoàng. Những người khác thì được lập phi nhưng mà không có được triều đình cưới xin, có nghĩa là không có cái lễ cưới theo truyền thống của người Việt Nam ha. Còn riêng cái bà vợ Pháp Munich này á, thì ổng cũng không chịu cưới, mà từ cung thái hậu khi còn sống cũng không chịu cưới. Rồi đến một ngày bị ép quá đi, không chịu cưới là bà quản thúc bà không cho đi đâu hết trơn á. Cho nên trong một cái tình huống bất đắc dĩ á, thì ổng dắt bà ra làm cái giấy kết hôn thôi, chứ không có cái lễ cưới gì cả và cũng không công bố cho ai luôn. Rồi cái danh hiệu Hoàng hậu Tây Phương á, là cũng do bà tự phong, chứ làm gì có ai sắc phong. Vua Bảo Đại thì đã thoái vị từ lâu. Ông sống lưu vong tại Pháp từ năm 40 tuổi, và cuộc sống thì càng về sau nó càng khó khăn tài chính. Cho nên bà lấy nhà vua thì cũng đâu có gì, đâu có được gì, ngoài cái danh hảo là vợ của cựu hoàng đế An Nam. Lấy một ông vua đã thoái vị, không có tiền cũng không có quyền. Mỗi bữa sáng vị cựu hoàng phải ăn bánh mì không, còn bà thì muốn giặt đồ thì cũng phải đem ra ngoài cái máy giặt công cộng, chứ ở nhà cũng không có máy giặt nữa. Và sống trong một cái không gian rất là chật hẹp.
Ông thì ông kêu than gì, giàu sang tột bậc thì ông cũng đã sống rồi, rồi giờ đói khổ thì ông cũng không kêu nài gì hết. Tại vì ông nói rằng vào thời điểm đó thì người dân Việt Nam cũng còn đói khổ, thì ông cũng là một người dân thường như bao nhiêu người dân khác thôi, cho nên làm sao mà ông kêu vang cái gì được. Nhưng mà bà thì là phụ nữ mà, sống mà nó túng quẫn quá thì nó cũng khó chịu. Và nói gì nói, mặc dù Hoàng hậu Nam Phương là người vợ chính thức và là duy nhất được triều đình Huế đi cưới hỏi cho nhà vua, nhưng mà tuy vậy á, bà với ông lại không có giấy kết hôn. Theo cái nền hành chính hiện đại á, thì Hoàng hậu Nam Phương không có giấy kết hôn với cựu hoàng Bảo Đại. Nhưng mà bà vợ người Pháp này nè, bà Monique Bordeaux này nè, bà lại có giấy kết hôn. Tức là trên phương diện pháp lý khi sống ở Pháp á, thì chỉ có một mình bà Monique mới là vợ của cựu hoàng Bảo Đại thôi. À, thì bà lại là người vợ danh chính ngôn thuận của ông. Ấy vậy mà sau khi kết hôn thì ông cũng chẳng buồn công bố với ai là ông có vợ hết. Làm cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại á, người ta đâu có biết, thành ra nhiều khi người ta tỏ lòng kính trọng, tôn trọng vị cựu hoàng, nhưng mà có cái bà đi theo một bên đó người ta đâu có coi trọng gì cho mấy, thành ra chắc vì lý do đó mà bà giận chăng? Rồi sau này bà không cho xây mộ chăng? Tâm lý phụ nữ mà, biết đâu được. Nhưng mà sau đó theo nguyện vọng của ông Bảo Ân đang sống tại Mỹ là con của Hoàng đế Bảo Đại, ông Bảo Ân cảm thấy cần thiết phải xây cái ngôi mộ của cha mình, tức là cựu Hoàng Bảo Đại, được trang nghiêm hơn trước đây. Mà lập cái ngôi mộ này cho ngài, tức là Nguyễn Phước Bảo Ân là con trai của vua Bảo Đại, cho nên đương nhiên là người ta phải ghi đúng cái tên của ngài rồi. Mình hy vọng rằng những cái người viết sử hay là những cái người mà làm truyền thông đó phải nên tôn trọng cái tên riêng của người đã khuất, mà đặc biệt đó lại là cái vị hoàng đế cuối cùng của nước ta. Tuy vậy thì so với những cái ngôi mộ xung quanh thì nó cũng tương đối giản dị thôi, thưa quý vị. Những ngôi mộ khác thì nó có thể là nó to cao hơn, nhưng mà quý vị thấy là nó cũng cũ rồi ha, cũng khá là cũ. À, cùng một cái dãy này thì ngôi mộ của cựu hoàng Bảo Đại của chúng ta đã được xây dựng lại một cách tương đối là trang nghiêm hơn, mới mẻ hơn. Và mình nghĩ rằng là cái dòng chữ mà ghi cái nơi an nghỉ của Hoàng hậu Tây Phương đó là mới được khắc sau này thôi, tại vì trước đây thì không có, và bà mới mất năm 2021 đây thôi. Thì khi mà bà mất đó thì mình có đọc báo thấy, mình cũng có được biết cái tin là bà đã mất rồi. Cho nên là mình hay tin vậy thôi, chứ mà mình chưa bao giờ mình đến thăm. À, ở đây có hai người tới và mình nghĩ rằng hai người đó là hai người Việt Nam, nhưng mà họ đang đi hướng khác. Họ đang đi Bonjour. Họ đi rồi thưa quý vị, họ đi tìm rồi, nhưng mình đoán họ là người Việt Nam, mình không biết có phải là phải hay không. Tại vì mình thấy dáng vẻ của người châu Á. Xung quanh đây thì những cái ngôi mộ, đây là những cái ngôi mộ đối diện, nó có một cái gia đình khác thưa quý vị. Đây là một ngôi mộ khác. Đó, xung quanh đây, ở đây có cái hoa người ta để cho người ta mà bị gió nó rớt ngã đổ. Mình thấy có chim nó cũng làm nên cái chuyện không có sạch sẽ ở trên ngôi mộ của ngài, nhưng mình cũng không có cái phương tiện gì để mà mình có thể là làm cho ngôi mộ của ngài nó trở nên là nó sạch đẹp hơn. Ở đây mình thấy có nhiều người chắc là cũng tới đặt hoa ở đây, thì chắc là có người thân tới. Có lẽ rằng là con gái của hai người con gái. Đây có hai người tới nè. Thì mình không biết họ có phải người Việt không. À, chào chị. Chị người Việt hả? Dạ, chào anh. Anh chị là cũng là người Việt tới đây thăm ngôi mộ của vua Bảo Đại. Em cũng vậy luôn. Dạ, anh chị ở Paris hay ở đâu? Ở Paris, Ở ở Paris hả? Paris. Dạ, phụ ở sát sát nó vùng phụ cận thôi. À, dạ. Chị là bây giờ Em là YouTuber. À, YouTuber. Ok. Ví dụ như em có quay mà có hình ảnh trên anh chị trong Không, đó không sao không phải có vấn không? đề gì cả. Dạ. Không có vấn đề gì cả. YouTuber Việt Nam hả? Dạ, em ở Pháp, em là người Việt mà em ở Pháp. Em Ok. có cái kênh tên là Nước Pháp Có Gì Hay. À, nước Pháp có gì hay ạ? Dạ. Ok. Dạ, anh chị chắc có chưa có coi qua hả? Chưa chưa, Có nước Pháp coi những cái clip nhiều lắm, nhiều clip đó. Bởi vậy em có người YouTuber chỉ như này, anh này không biết. Hồi nãy em thấy anh chị đi tới đó em kêu bonjour rồi mà anh chị không nghe.
Tại vì em thấy có vẻ như là người Việt đang đi kiếm kiếm á, cái em nghĩ là chắc là người Việt cũng đi tới thăm mộ. Tên Trịnh Đình Khải mà đâu có liên quan gì đến ông Bảo Đại này mà. À dạ dạ. Đúng rồi thế. Cái em kêu bonjour để anh chị lại cho nó lẹ khỏi mất công đi kiếm xung quanh á. Không nghe, không nghe. Dạ, cái không hay. Dạ, không có sao. Thì em kêu để giúp anh chị đi lại cho nó gần thôi, để khỏi mất công á. Em gì? Em không biết chừng cái không biết chừng cái trống lại cái này không, nhưng mà không, em muốn là mình có em ghi để kỷ niệm thôi. Em thì em không có chống cái gì em. Dạ, dạ, dạ. Em là người không đảng phái, em không tham gia đảng phái nào. Tay. À, ảnh làm trong Mary hả? Dạ, ảnh làm trong Mary. Dạ. À, vậy ha. Dạ. Anh thì anh làm việc ở đâu? Hồi nãy anh nói. À, tôi là Mayat Chuan của Sạc Sen, tức là gọi là ông phó thị trưởng Sạc Sen. À, anh là ông phó thị trưởng của Sạc Sen. Ôi trời ơi, hân hạnh quá gặp anh ở đây. Người Việt mà làm qua bên đây và thành công và tham gia vào cái hệ thống gọi là hệ thống hành chính nhà nước của Pháp đây. Dạ, Pháp. Dạ, nó ở quận nào anh? Sạc Sen là miền phụ cận Bắc Paris, cách Paris 15 cây số. À vậy ha. Dạ, thành phố có 60.000 người. Dạ. Đó cũng rất đông người Việt Nam. Rất đông. À dạ. Rất đông người Việt Nam. Vì hồi xưa sau năm 75 đó nó là cái chạy tị nạn dạ. Nước mấy người tị nạn vượt biên mới qua. Dạ. Nên là Sạc Sen thì có rất đông người Việt Nam. Dạ. Bây giờ thì bớt đông rồi, nhưng mà lúc mà từ năm 75 cho tới năm 90 thì quá trời rất đông người yeah. Việt Nam. À vậy ha anh ha. Vậy là người Việt Nam làm thị trưởng và coi như phó coi thị phó thị trưởng dạ phó thị trưởng và coi sóc cái công việc như vậy cũng là cái cơ hội để mình giúp đỡ đồng bào người Việt của mình đúng trên rồi, cái vấn đề hành chính giấy tờ ha anh ha. Đúng rồi, à, đó là cũng là một cái thuận lợi cho đồng bào người Việt của mình. Dạ. Nhưng cái nhiệm vụ tôi là về bảo vệ môi trường, tôi là đại diện cho Đảng Xanh. À, à anh là Đảng Vẹt. Cái gì? Cái vẹt hay là ecology gì đó hả? Ecology le vẹt dạ. À, ecology le vẹt là anh đây hả? Dạ. Dạ. Allez-y. Oui. Alors, on a déjà été au Vietnam. C'est vrai? D'accord. C'est vrai, il y a 6 ans. Có hai người Tây họ cũng đang tới thăm mộ của cựu hoàng Bảo Đại. Họ nói là họ đã từng tới thăm Việt Nam cách đây 6 năm rồi. Je suis youtubeur. Je suis en train de filmer. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes en l'écran? Mình hỏi là tôi là YouTuber, tôi đang quay phim á, ông bà xuất hiện ở trên màn hình thì có sao không? Họ nói là tùy vào cái chủ đề gì nữa. Mình nói cái chủ đề này chỉ là đi thăm mộ của cựu hoàng và vô tình thì có gặp hai người nước ngoài cũng đến thăm mộ của ông thôi. Họ kêu ờ vậy thì không sao. À, de la Belgique. À, d'accord. D'accord, oui. C'est pour visiter un autre, l'empereur. L'empereur. À, d'accord. Oui. Họ cho biết rằng họ là người Bỉ chứ không phải người Pháp. À, d'accord, oui. Vous étiez à Huế? Vous avez visité Huế? C'est le capitaine, le dernier capitaine. Oui. Où il était le roi? Mình hỏi rằng ông bà đến Việt Nam rồi, vậy thì có từng đến cố đô Huế chưa, nơi mà ngày xưa triều đình của cựu hoàng Bảo Đại đóng ở đó? Họ nói rồi, họ có tới rồi. Thấy họ rất thích Việt Nam cũng như Huế. Mình hỏi nếu mà ông bà đến Huế rồi thì có lẽ là ông bà đã thấy cái lăng của vua Khải Định rất là lớn. Vua Khải Định là cha của vua Bảo Đại nằm đây nè. Họ nói à vậy hả? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Oui. Bon après-midi. Merci. Giờ ở đây rồi anh chị có hay lại đây, hay lại đây không? Lần đầu tiên. À vậy hả? Lần đầu tiên lại đây, lần dạ. Đầu tiên gặp chị. Lần dạ. Đầu tiên. Em cũng vậy, vậy là mình cũng hữu duyên với nhau đó. Dạ. Hồi nãy lúc em vô là nó vắng, không có một bóng người, có một mình em đi lang thang em đi tìm đi thôi. Cái dạ. Em thấy anh chị ở đằng kia. Dạ. Em nhắm là chắc là người Việt rồi đang đi dạ. Tìm mộ của vua Bảo Đại giống em rồi. Dạ. Em thấy anh chị đừng đi hướng lên đây nè. Khi thấy ông thấy đại chữ Khải Định. Ông Khải Định nào ta? Ông Khải Định đâu? Đây cái gì em? Tên gì? Ông hồi nãy cái đâu? Người Việt Nam thấy cái mộ để chữ Khải Định hay sao? Đâu anh chỉ em coi thử, tại ông Khải Định là ông cha của ông đúng, Bảo Đại. Đúng rồi. Mà sao ông đây? Anh em đi theo anh cái nè. Anh qua anh chỉ em. Tại vì Khải Định là cha của vua Bảo Đại mà ông có cái lăng Khải Định to lắm ở ngoài Huế á. Sao? À, để em coi coi.
cái gì Khải chứ hả? Bên đây mới thấy đó chị. Dạ dạ dạ, để em quay em coi thử coi nè. Đây cũng là ngôi mộ của một người Việt, của một gia đình người Việt. Đây Đình Khải với bạn Khải Định nha. Đâu? Nè, bên đây đây, bên đây. Đình Khải. Đâu? Sao em không thấy? Đâu anh chỉ em coi coi. Năm 50. À, vui vui vui. Đúng rồi. À, ông này là Đình Khải với bạn Khải Định ngược lại. À. Dạ đúng rồi, trời ơi anh làm em nghĩ ủa sao vua Khải Định lại ở đây được, chỉ có vua Bảo Đại. Cái này là Định Khải với bạn Khải Định. Dạ đúng, Định Khải. Dạ, tại vì ở ngoài Huế đó là có cái lăng mộ của vua Khải Định là cha của vua Bảo Đại, rất là lớn luôn, cho nên hồi nãy em hỏi hai cái người người ở Bỉ đó là họ có tới cái đó không, cái lăng của vua Khải Định không, thì họ nói có. Dạ, vậy mà hồi nãy em cũng đi lòng vòng đây mà em chưa có tới đây, nên em không biết là ở đây cũng có một ngôi mộ của một người Việt. Dạ. Dạ. Trịnh gia chi mộ có nghĩa là cái hầm mộ của gia đình họ Trịnh. Dạ. Nhiều người cho một dạ, dạ đúng rồi. Dạ, có nhiều người. Vậy thôi em cảm ơn anh chị nhiều, chị nhiều nha, rất là hữu duyên. Em chào anh chị. Mà thôi đi chơi vui vẻ nha. Bye bye anh chị. Dạ dạ. Nguyện cho hương linh của vị cựu hoàng được yên nghỉ cùng với người vợ cuối cùng của ông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ rời nơi này, và mình sẽ đi một vòng xung quanh cái khu nghĩa trang này để cho quý vị xem qua là nghĩa trang ở bên Pháp nó như thế nào ha. Nghĩa trang này thì nó cũng không giống với nghĩa trang của làng mình cho lắm, bởi vì mình nghĩ rằng nó lâu đời hơn và nó nhiều dân hơn, nó đông dân hơn, cho nên là nó sẽ có cái diện tích lớn hơn, và đồng thời là nó cũng sẽ có nhiều cái kiểu mộ khác nhau. Chim hót líu lo ha. À, ở đây nè quý vị, nếu như cái cửa của ngôi mộ này nó đã bị hư rồi, hỏng rồi, cho nên chúng ta có thể quan sát được bên trong của một cái ngôi hầm mộ bên này nó như thế nào. Mình quay ở ngoài xa xa vậy thôi chứ mình không dám đi vô gần, tại vì cái nơi riêng tư của người ta, người ta yên nghỉ. Mình thử đi lại bên này thử coi có không nha. À, bây giờ thì dường như chỉ còn lại có mỗi một mình ở giữa cái nghĩa trang này thôi. Hồi nãy thì mọi người cũng đến, cũng nhiều người đến, và bây giờ thì họ cũng đi hết rồi. À, ở đây có một chị. Cái chị hồi nãy mình chào chị ngay chỗ cổng chào nè. Cái chị bảo vệ của cái nghĩa trang này á quý vị. Cũng có người đang đi đó quý vị. Có 2-3 người đang đi. Có một người đi khuất rồi, còn một người mới đi ngang qua. Vậy là cũng không phải là chỉ có một mình ở đây. Nhưng mà mình nói thật với quý vị và các bạn là khi mình đi tham quan những cái nghĩa trang ở Pháp á, thì mình không có thấy sợ, cái mình không có cảm giác sợ, tại vì nó không có cái nó không có gợi lên cái không gian tâm linh quá nhiều, ví dụ như không có đồ thờ cúng nọ kia, mà chủ yếu là những cái ngôi mộ và hoa thôi. Như quý vị thấy nè, người ta thường á, mùa này ít hoa, nhưng mà vào mùa thu á, cái mùa mà người ta tôn vinh người chết á, lễ các thánh nọ kia và lễ tôn vinh người chết, thì người ta để hoa rực rỡ luôn. Bên mình á, nhiều khi hồi nhỏ mình đi ngang qua cái bàn thờ bà nội mình mà mình cũng sợ, tại vì bà có một cái vẻ nghiêm nghị, và mình có cảm giác là mình đi đâu thì cũng bị người trên bàn thờ nhìn theo hết á, cho nên là lúc đó mình rất là sợ luôn. Ở đây là có một người mất vào ngày 22 tháng 3 năm 1882 rồi thưa quý vị. Ở trong cái nghĩa trang này là toàn là những cái gia đình danh giá nổi tiếng thôi quý vị. Và có cả một ông vua của nước Pháp cũng yên nghỉ tại đây nữa. Nhưng mà mình thì không có thời gian để đi kiếm hết. Ở đây thì không chỉ riêng cái ngôi mộ đó mới có tượng, mà những cái ngôi mộ khác á, cũng rất là nhiều ngôi mộ được
khắc tượng ở đây. Những cái ngôi mộ này là được xây dựng lâu đời lắm rồi nè các bạn. Như người nằm ở đây là từ năm 1881, như quý vị thấy không? Quý vị thấy ở đây có cái hai cái mộ gần nhau cũng được đúc tượng, nhưng ở đây thì có một cái tượng của một cô gái khỏa thân. Còn tên tuổi ở phía sau bức tượng các bạn ạ. Ở trong này thì cũng có gia đình của bác sĩ bác sĩ Blanche. Blanche là trắng. Thì bên trong có một tượng của Đức Mẹ, và phía dưới chúng ta thấy có một cậu bé ha, một cậu bé tuổi thiếu niên, hình là cậu đang ở dưới biển, đang tắm biển. Bên cạnh là một cây thánh giá, rất là nhiều. Nếu như mà mình đi xung quanh đây thì cũng sẽ rộng và rất là nhiều cái ngôi mộ khác nhau á. Nói chung là những hàng mộ chí này á, đa phần là dành cho những gia đình các bạn ạ. Tại vì giữa Paris thì đất chật người đông mà, cho nên là người ta xây những cái hầm mộ, những cái ngôi mộ như vậy là cho cả một cái gia đình luôn, chứ không phải là chỉ cho một người. Cùng lắm thì cũng nếu mà ông nào đó thời xa xưa rồi á thì cũng sẽ được ở một mình một ngôi mộ. Nhưng quý vị thấy không, toàn là family này family kia thôi đó. Nhiều ha các bạn ha. Và rõ ràng là cái nghĩa trang này nó không có xa tháp Eiffel gì cho lắm. Chúng ta thấy tháp Eiffel hiện ra ở ngay kia thôi, rất là gần. Tham quan tháp Eiffel rồi ghé qua đây nó cũng tiện lắm. Rất là nhiều hoa, nhưng mà hoa tươi người ta để, nhưng mà chắc cũng lâu rồi cho nên là nó héo hết rồi. Héo hết rồi, nhưng mà đầy luôn, đầy mộ luôn. Vào mùa thu thì quý vị sẽ thấy là ôi trời ơi, hoa nó tràn ngập. Đây là một cái ngôi mộ của gia đình từ thời xa xưa rồi ha. Có người là coi như sinh năm 1815 mà mất năm 1883 lận. Và những người kia thì cũng đều là của những năm 1800 hết á, sinh và mất. Và họ trong cái dòng họ Chevalier. Chevalier chắc là dòng họ của những kỵ sĩ ha. Đó, hồi xưa là họ Chevalier là của những kỵ sĩ. Nhiều cặp vợ chồng ở trong này. Nắng quá các bạn ạ. Nắng ấm lên nhiều rồi. Đấy, những cái vòm lá xanh tươi nghĩa trang như vậy thì mùa này nó xanh. Đây là ngôi mộ của một em bé. Quý vị thấy không? Đây là ngôi mộ của một em bé. Mình thì mình không biết hết thôi, chứ còn yên nghĩ ở đây là toàn là những cái nhân vật lừng danh thôi quý vị. Nhà văn rồi họa sĩ nổi tiếng rồi người sáng lập công ty xe hơi vân vân, nhiều lắm. Mình thấy ngôi mộ này có rất là nhiều hoa. Theo như mình được biết thì về cuối đời, cựu hoàng Bảo Đại đã theo đạo Công giáo. Ông theo đạo Công giáo. Vua Bảo Đại sống rất là thọ ha. Ông hưởng thọ tới 85 tuổi lận thưa quý vị. Và ông qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại quân y viện Van de Grasse. Giờ không nhớ đường đi ra các bạn ơi. Ra hướng nào đây? Cái ngôi mộ này có vẻ có màu sắc và khá vui nhộn khi người ta đặt hoa và một số con vịt ở đây. Chắc người này khi còn sống thì thích nuôi vịt chăng? Bây giờ mình sẽ đi tới cái con đường âm u này.
mình đi ra. Phải kiếm đường đi ra chứ mình không biết đường đi ra. Ui, ở bên kia toàn là những ngôi mộ có mái vòm thôi. Để mình qua mình quay những cái ngôi mộ có mái vòm cho các bạn coi nha. Các bạn thấy đi trong một cái công, một cái nghĩa trang hoang vắng. Bonjour. Đang nói hoang vắng thì tự nhiên có cái ông lù lù đi ra, trời hết hồn. Mình đang nói với quý vị và các bạn là mình không thấy sợ lắm. Mình thấy là mình cũng có thể tham gia cái chương trình như anh Hoàng Nam á, là hãy thách thức tôi. Où est la sortie, s'il vous plaît? Mình hỏi ông chỉ đường ra giùm cho mình, lối ra ở đâu? Oui. Ông chỉ mình đi thẳng, quẹo phải, xong rồi quẹo trái. Tac tac tac. Merci beaucoup. Ông này nó có cái fountain, ổng lấy nước, chắc là ổng tưới hoa các bạn. Rồi ổng hỏi, chứ cô làm gì ở đây, cô thăm ai đây? Nói, dạ cháu đi thăm cái mộ của ông cựu hoàng của cháu. Ổng nói, à, ông vua Bảo Đại hả? Rồi, cái mộ của ổng là ngay sát bên cạnh mộ của cha mẹ tôi nè. Mình nói, trời ơi, trùng hợp hay quá vậy. Vậy cháu đi theo coi thử mộ cha mẹ bác ở đâu nha. Nó ở đi nè. Juste à côté de l'empereur Bảo Đại. Oui. Ah oui, il est là. Ông bác này, ông nói hồi xưa ông còn làm việc á, thì ông làm trong bộ ngoại giao của Pháp á, cho nên ông biết rất là nhiều cái tài liệu về xứ Đông Dương. Ah, c'est la famille de... Ah oui. Đó, ông tưới nước cho cái ngôi mộ này á. Dưới ngôi mộ đó là gồm có ông bà ngoại của ông nè và ba mẹ ông. Thì ông tưới nước cho cây cỏ nó xanh tốt à. Chỉ riêng cái ngôi mộ của bên gia đình ông là mới có cây cỏ thôi các bạn. Ông nói á, cái gia đình Steven này nè là cái gia đình bên bà cố ngoại của ông, là một cái gia đình của họa sĩ rất là nổi tiếng ở Bỉ. Gia đình của họa sĩ Steven. Ai ở Bỉ chắc biết rành cái tên này ha. Ông nói lên trên mạng tìm là sẽ thấy được cái gia đình của họa sĩ có tên là Steven này. Et votre père? À, mon père, il s'appelait Bonnie. Oui. Còn cha của ông á, thì cũng theo mẹ của ông nằm luôn ở trong cái mộ này thưa các bạn. Và cha của ông xưa kia vốn là một cái nghệ sĩ chế tác tranh kiếm màu cho các cái nhà thờ đó các bạn. Aussi en même temps? Ah, d'accord. Oui. Tout sont dedans. Comment ça? Je comprends pas. Comment vous mettez tous les gens? Mình hỏi ông làm sao có một cái ngôi mộ nhỏ như thế này mà lại là nơi yên nghỉ của bốn người nằm ở trong đó được? Ông nói đây là cái hầm mộ. Người đầu tiên mà mất thì người ta sẽ bỏ vô trong cái quan tài, người ta đặt xuống dưới đó. Xong rồi sau này có những người khác mà mất thì người ta sẽ lấy cái quan tài ra để người ta tạo thêm nhiều cái chỗ trống để cho để những cái hũ tro cốt của những người khác trong gia đình vào. Encore une fois. Ah, d'accord. Ça veut dire que... La dernière personne qu'on m'a mis, c'était ma mère en 2006. Ông nói lần cuối cùng mà họ mở cái mộ này ra là để cho cốt của mẹ ông vào năm 2016. Và sau này đến lượt ông thì ông cũng sẽ vô trong đó. C'est vrai? Ah, d'accord. Ça c'est des fleurs ou... Je sais pas si c'est nature... Si c'est... Ông hỏi mấy cây này là mấy cây hoa hả? Ông nói ông cũng không chắc lắm, nhưng mà ông cứ để cho nó nở lên vậy thôi à. Biết đâu nó có hoa đẹp, còn cái hoa trắng kia là do ông tự trồng đó. Nhưng mà nếu mà ông đi nghỉ mát ở đâu thì là nó sẽ bị héo khô. Mình nói nhưng mà rồi nó sẽ mọc lên mà. Ông nói ông thích cái hoa tím này nè, nó dễ thương quá. À, oui. Mình nói ở đây có nhiều chim chóc nó ỉ trên mộ quá mà làm sao lau dọn. Ông nói thì mộ ai cũng vậy thôi à. À, donc vos grands-parents et vos parents. Mình nói trong cái ngôi mộ của gia đình nhà bác á, là đã có hai thế hệ rồi. Cháu xin lỗi cho hỏi khi không phải, nhưng mà đến lượt của bác thì bác thích ở đâu? Không ngần ngại ông chỉ luôn là tôi ở chung với cha mẹ tôi. Mình nói ui, cả gia đình nằm chung vậy ấm áp á. À mà còn vợ bác thì sao? Ông nói tôi không lập gia đình. Cô coi nè, tôi tính làm cái bảng ở đây á để ghi tên của cha mẹ tôi vô trong đó nè. Oui.
Mình nói nhưng mà sau đó thì các cái người em của bác cũng muốn tới đây nằm chung với ba mẹ bác hay sao? Ông nói ôi nhưng mà tụi nó còn trẻ, tụi nó sao tôi vô trước. Cái mình nói là nếu như mà họ nói dành phòng cho em với, em cũng muốn nằm chung với ba mẹ. Ông nói thì nó cứ vô thôi. Thôi nhưng mà mấy đứa đó nó có vợ có chồng, nó nằm chung với vợ chồng nó. Mà nếu nó muốn vô đây thì mình cũng tạo được chỗ nữa. Cứ dỡ lên xong rồi để hũ vô thôi, mình xếp lên. Tôi tới đây tôi tưới cây cỏ như vậy là tôi nói chuyện, tôi kết nối với họ nè, với ông bà cha mẹ tôi. Họ ở trên cao có thể họ đang nghe mình nói chuyện á. À dạ đúng rồi đó. Trời ơi cháu xin lỗi quý ông quý bà nha, lỡ cháu có nói gì sai tha lỗi cho cháu nha. Merci, au revoir. Merci. Dạ hai bác cháu mình đi ra đi về nha các bạn, mình đi theo ông mình về chứ. Lát nữa mà mình không chịu về là ông đi ra mất là mình không biết đường ra luôn á. Chiều rồi. Ah, ça ça c'est chez qui? C'est là que je laisse les bouteilles. Ah oui. Ông biết là cái nhà nguyện này á là nó có cái đồ để tưới nước cho nên là ông tới mượn giờ ông đem trả đó thưa quý vị. Chiều rồi mình ra rồi mà giờ mới có một bà đem thùng vô tưới nước thưa quý vị. Bonjour madame. Oui. Oh, on a maintenant on a tout. On a tout. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chiều rồi, cuộc viếng thăm ngôi mộ của cựu hoàng Bảo Đại, hoàng đế cuối cùng của nước Việt Nam ta, đến đây là kết thúc. Mình cảm thấy rất là mãn nguyện vì cuối cùng thì cũng đã được đặt chân tới đây, viếng thăm ngôi mộ của ngài, mắt thấy tai nghe và gặp gỡ được những người khác cũng rất là dễ thương. Kể cả người nước ngoài, người ta cũng đến đây người ta viếng thăm ngài một chút xíu. Đó là một cái điều hết sức là an ủi. Mình nghĩ an ủi không chỉ riêng cho hương linh của cựu hoàng và vợ của ngài, mà còn cho cả những cái thành viên của Nguyễn tộc, và cũng như là cho những cái người dân nước Việt nói chung ha. Cựu hoàng đã chuyển sang đạo Công giáo. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ông luôn được nhiều phước lành nơi nước Chúa ha. Hàng hậu sanh như chúng ta thì không được sinh vào cùng thời với Ngài, không nằm trong cái cương vị của Ngài, không sống trong cái thời cuộc của Ngài, cho nên là có những điều chúng ta cũng chưa có thể thấu tỏ được cái tâm tư của một vị hoàng đế An Nam ở trong cái thời điểm mà cái tình hình thế giới cũng như là tình hình tại nước ta có rất là nhiều biến động. Rất may là ông cũng có ra cái cuốn hồi ký có tên là Con rồng An Nam. Thì nếu như quý vị nào có sự quan tâm hơn đó, thì quý vị có thể mua cái cuốn sách đó bằng cả tiếng Tây lẫn tiếng Việt để có thể tham khảo ha. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả của kênh Nước Pháp Có Gì Hay, đặc biệt là câu lạc bộ Tổng Tổng và những người bạn, những người đã luôn yêu mến và ủng hộ Tổng Tổng rất nhiều trong chuyến đi khám phá Paris lần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau nhé. Au revoir, bye bye.